mừng quý vị đã quay trở lại với Tần Số Tình Yêu. Trong khoảng thời gian giải lao vừa rồi, cả hai chàng trai cũng đã suy nghĩ lại xem phần ấn tượng của mình sẽ dành tặng cho cô gái nào đây. Với Tấn Lộc thì sao nào? Lộc có sự thay đổi nhẹ. À. Đã có một cái tần số đã gà trúng được cái đài của Lộc. Cái đài. Tần số nào vậy nhỉ? Lộc ấn tượng với lại cô gái số 1. Wow, đó chính là Dương Tiên. Chúc mừng Dương Tiên. Chỉ còn hai cô gái mà thôi. Không biết là sự ấn tượng của Tuấn Vũ sẽ như thế nào đây? Em cảm thấy bạn số 2 lúc đầu em ấn tượng, em thấy có một xíu gì hơi khác, hơi khác với cái gì em suy nghĩ. Khi mà Hoàng Anh bước ra đây để vượt thử thách. Dạ, đúng rồi. Khác ở chỗ nào? Khi mà xử lý tình huống. Tại vì em thấy khéo mà. Hai người cãi vã nhau thì có thể là ngồi lại một tí và mình bình tĩnh hơn. Đúng rồi, bình tĩnh hơn và mình xử lý một cách nó sẽ hay và nhẹ nhàng hơn, và mình sẽ tìm hiểu lý do nguyên nhân tại sao, hoặc là mình có thể giải quyết được. Đến hiện tại bây giờ thì em đang rất ấn tượng với bạn số 1. Thì bạn rất là cá tính. Bạn rất là cá tính và năng động cũng giống như em. Em cũng một là và một vận động viên trước đây. Dạ. Ai cha. Cái đây là tần số tình yêu mà, đúng không anh? Đúng rồi, chúng ta có quyền mà. Cả hai chàng trai cùng ấn tượng bởi một cô gái duy nhất mà thôi. Một lần nữa chúc mừng Tiên. Và ngay sau đây, chờ đón xem gương mặt xinh đẹp của cả ba cô gái. Xin mời cả hai bước lên sân khấu. Xin mời quý vị chiêm ngưỡng nghe sắc của cả ba. Hồi hộp quá. Cả ba đều rất là xinh đẹp, dễ thương quá. Mọi người cảm nhận như thế nào về Dương Tiên? Còn Hoàng Anh thì sao nào? Nghe kỹ nha, nghe kỹ ý kiến của bà con, cô bác, lối xóm, hàng xóm xung quanh nha. Còn bạn Tuyết Nga? Ca này khó à. Ca này khó à. Các ba sở hữu những đôi mắt rất là to, xinh, những nụ cười rất là dễ thương. Quay về chỗ nào. Ngay sau đây xin mời quý vị đến với phần giao lưu gặp gỡ với hai cô nàng Hoàng Anh và Tuyết Nga. Trời ơi, đó trên hình sao là ngoài thực tế y chang vậy luôn đó. Dễ thương, đáng yêu hết sức luôn. Chờ đợi bấy lâu, bỗng một ngày em nhận ra rằng đâu đó vẫn tồn tại thứ tình yêu đơn giản, chẳng màu mè, tô vẽ. Chẳng cần sánh bước cùng một anh chàng đẹp trai, mặc sơ mi trắng, đúng chuẩn người yêu nhà người ta. Chỉ cần một bạn nam ngốc ngốc, dễ thương, gãy đầu cười hiền 24/7. Thế là đủ rồi anh ha. Đợi lâu như vậy, mở lòng nhiều đến vậy, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng buông tay. Thì đó chẳng phải là do hai đứa mình không có đến một giây chung tần số hay sao? Nhưng vốn tính cố chấp nên nếu em dành thanh xuân còn lại để chờ đợi, liệu anh có viết tiếp hành trình của mình cùng với em? Cảm xúc như thế nào khi đến với chương trình này ạ? Dạ, hôm nay thực sự là em rất là vui khi đến với chương trình này và được gặp hai anh. Hơi tiếc là hai anh không chọn em. Còn dạ. Bạn Tuyết Nga, bạn có điều gì muốn nói không? Em chỉ có một điều nhắn gửi là hai anh đã bỏ lỡ cơ hội được ăn những món em nấu rồi ạ. Ai chà. Có thấy ấm ớt không khi mà cái anh tên là Lộc á, hồi lúc đầu thì anh nói anh ấn tượng mình lắm, cuối cùng anh lại thay đổi mục tiêu. À, không sao anh ạ, đôi khi cái tần số của mình có thể thay đổi một chút, nó rất là nhanh thôi, mình không thể kiểm soát được cái điều đấy. Tình cảm, tình yêu mà, đúng không nào? Chúc cho cả hai sẽ luôn tràn trề những năng lượng và tích cực. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn. Tạm biệt Hoàng Anh, tạm biệt Tuyết Nga. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một vòng khá là thú vị, đó là bí mật của chàng. Và bây giờ bí mật của chàng như thế nào đây? Chúng ta sẽ khai thác qua từng chiếc điện thoại cá nhân của mỗi anh ấy. Đầu tiên sẽ là điện thoại của Tuấn Vũ nha. Kết nối với màn hình nào? Đúng là màn hình nền với cái phông nền giống như là của Dương Tiên luôn. Một cảnh hoàng hôn trên biển. Mở khóa ra nào. Một ngày thì bạn thường hay ấn vào cái ứng dụng nào nhiều nhất? Dạ em ấn vào Messenger. Tin nhắn Facebook. Là do em phải trả lời khách hàng rất là nhiều. Mình buôn bán kinh doanh mà. Dạ đúng rồi. Cho tôi xem hình ảnh nè. Rất là nhiều mặt hàng, rất là đẹp. Wow. Có bán giày nữ không hen? Dạ đây, nữ đây anh. Trời ơi Dương Tiên ơi, Tiên ơi. Cả kho giày đang chờ em Tiên ơi. Chà.
Tiên có thích mang giày thể thao không? Thật sự là bây giờ em đang rất là bận rộn và em đang muốn có một bà chủ để về quản lý thời gian của em. Dạ. Hay quá. Tiên ơi, Tiên có thích mang giày thể thao không? Dạ, em rất là thích mang sneaker. Đặc biệt là nãy em thấy giày của Tiên rất là đẹp. Có phải là em đến để đi vào trái tim anh không? Câu trả lời đó em sẽ trả lời sau ít phút nữa. Đa số đều là những hình ảnh về sản phẩm. Body đó của ai đó? Cái tấm bên cạnh em bé đó. Của em. Mở cho con chơi 6 múi nè. Wow. Săn chắc chưa? Rất là thích đi bơi và đi du lịch. À hả? Dạ. Không biết là Tiên có thích đi du lịch không ta? Dạ, em rất là thích đi du lịch, đặc biệt là đi ngắm biển à. Đó. Em có dự định muốn đi đâu không? Hè này thì em muốn đi biển Vũng Tàu nhưng mà em chưa có ai để đi cùng hết. Trời ơi, Vũng Tàu. Người đó có thể là anh được không? Cái đây là chi nhánh 1 của em. À, dạ. Là mấy anh em bên đội bóng có Tiến Linh nữa kìa. Dạ, Tiến Linh là có đối với em là chung phòng luôn. À vậy hả? Ở chung phòng. Năm 14 tuổi, em có tập trung lên đội bóng đá trẻ BKM Bình Dương. Tấn Trường, Đinh Hoàng, đúng Max, rồi anh Đức nữa, nhiều lắm. Dạ. Là bạn là đồng đội của những anh ấy luôn. Dạ, đúng rồi. Có thời gian em có tập trung lên đội tuyển U19 Việt Nam chung lứa với Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng. À. Dạ. Rồi sau giờ mình rẽ hướng qua một hướng khác cũng là thể thao nhưng mà là một ngành khác. Em bị đứt dây chằng và bị vỡ sụng chêm. À, vỡ sụng chêm ở trong đầu gối luôn. Dạ. Rất là nguy hiểm và nó khó hồi phục lắm luôn. Dạ. Như lúc mà em mới vừa bị chấn thương á, là khi mà mình ở trên lầu mình chỉ tập cơ đồ này nọ thôi, mình không có chạy nhảy như mấy anh em. Thì mình nhìn xuống lầu á, mình thấy anh em chạy nhảy thi đấu vui chơi rất là vui. Mình cảm thấy lúc đó em thật sự là em rớt nước mắt luôn. Em rất là đau. Dạ. Những khi mà đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống và những cái thất bại đó, những cái vấp ngã đó, bạn chia sẻ với ai đây? Hình như là em không chia sẻ ai hết. Nó tương đương với cái hình ảnh đi. Dạ vâng. Nghĩa là tự mình vượt lên. Một chàng trai rất cá tính, rất mạnh mẽ. Và đương nhiên, đối với những người có ý chí như bạn, thành công đang đón chờ. Tò mò điện thoại của bạn Tấn Lộc chút xíu nha. Ít những ứng dụng quá ha. Dạ vâng. Bạn giải trí bằng ứng dụng gì vậy? Điện thoại em luôn lúc nào cũng là công việc là nhiều. Ít khi nào game lắm. Game thì chỉ có một vài trò thôi. Quan trọng là nhạc. Khi mỗi lần em stress, em vui hay gì đó là em sẽ nghe nhạc. Có một cái điều đặc biệt là phía sau nó có một cái tờ tiền. Không biết cái tờ này nó có ý nghĩa Tấn Lộc không? Cái này là 1.000 won của Hàn Quốc. À. Như nãy bạn số 1 có hỏi Lộc á, mà Lộc chỉ có trả lời khoảng 20-30% thôi. Và bây giờ thì Lộc sẽ nói ra lý do tại sao cái mối tình thứ hai của Lộc bên Hàn Quốc. Đó là Lộc với lại cái bạn nữ này là quen nhau được 1 năm 10 tháng 3 ngày đúng. Và chia tay vào ngày 22 tháng 10. Và cái chuyện dẫn đến chuyện chia tay đó là một cái bạn nam người Hàn Quốc là qua Việt Nam học và kết bạn với lại bạn gái của mình mà mình không biết. Và vì sao có tờ tiền này? Đó là trước khi qua bên Hàn Quốc thì cái bạn trai của bạn gái mình tặng cho Lộc cái tờ 1.000 won. Coi như là đây là tờ tiền của mình để lại kỷ niệm. Tuy là khi nhìn này nó cũng hơi đau nhưng mà nghĩ là không, mọi chuyện nó đều qua rồi. Nếu như có được một tình yêu mới, bạn sẵn sàng cất cái tờ tiền đó vào một góc kỷ niệm của mình? Chắc chắn là cái ốp lưng này là sẽ để hình của hai đứa chụp chung. Nhớ nha. Và cái tờ tiền này sẽ nằm ở một vị trí khác. Thôi chúng ta gạt bỏ qua cái chuyện tình éo le đó đi ha. Cảm ơn những câu chuyện mà cả hai chàng trai đã chia sẻ. Ngay sau đây xin mời quý vị dành cho Dương Tiên đôi phút để cô ấy tận tay tìm hiểu xem thế giới trong chiếc điện thoại của mỗi chàng trai sẽ như thế nào đây. Xin mời Dương Tiên. Và bây giờ chờ đợi xem quyết định cuối cùng sẽ như thế nào đây. Xin mời quý vị giải lao trong ít phút.